rồi, đi đi. Biết rồi. Chết, hôm nay thằng Tèo đi hỏi vợ mà ta, mình quên mất nữa. Nè Tèo, đây 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 đây, vô đây. Gì? Đi, đi về đi. Hả? Đi về hỏi vợ đi ông ơi. Ông quên hả? Hôm nay ông đi hỏi vợ mà. Hôm nay nhiều lắm, hàng nhiều lắm, sao mình ông làm nổi? Tôi tự làm được mà. Hôm nay là cái chuyện quan trọng của ông mà ông không đi. Ờ, ông không nghe người ta nói cái câu này hay lắm về cái chuyện hỏi vợ nè. Ờ, tôi nhớ rồi. Có khi lỗi hẹn một giờ, ngày sau muốn gặp phải chờ ngàn năm, hiểu chưa? Đi, lẹ lên, hỏi vợ. Ờ, vậy thôi tôi đi á, ông ở lại làm mình ông nha. Được rồi, đi 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 đi. Ủa? Ủa? Anh Lộc Khang. Ủa, thằng Tài đi đâu để anh làm con mình vậy? Thôi để tôi phụ cho. Rồi, được rồi, được rồi. Đẩy vô kia thôi à. Dạ. Cái này nặng lắm, để tôi làm cho. Tại hôm nay nó đi hỏi vợ rồi. Nó mới đây nè, tôi kêu nó chạy về đi hỏi vợ rồi. Ờ, hỏi vợ. Nhắc cái vụ vợ mới nhớ. Gì? À, chuyện vợ anh sao rồi? Chị Xuân á? Ờ, tạm thời tôi kêu Xuân về bên nhà bển rồi. Thiệt. Mấy cái chuyện nợ này, cái nào đụng được mà đụng tụi giang hồ khó sống lắm. Gặp mà đụng với tụi giang hồ tụi nó làm khó làm dễ. Rồi có nhiều khi nó bắt cóc nè, nó tống tiền, rồi nó chặt tay chặt chân, rồi nó trùm bao bố, nó thả trôi cái dòng sông. Qua đây phụ tôi khiêng đồ hay là qua đây hăm dọa tôi vậy? Hả? Cái chuyện gì như trong phim kinh dị xã hội đen quá vậy? Đâu có, em sợ. Em sợ tới ngày đó nên em báo cho anh nghe. Cái ý của em á là em có số tiền nè. Đó, giờ thì chỉ cần á thì em đưa cho anh. Em không tính lãi gì đâu. Ngày trước em tính để dành số tiền đó để lập gia đình, mà bây giờ không cần nữa. Anh cần thì em đưa. Thôi đừng có lo. Bây giờ Xuân tạm thời về bên nhà của tí vợ tôi ở vài hôm rồi. Chuyện nợ nần chưa có giải quyết xong, tôi sợ Xuân rối lắm. Xuân về bển ở thì tâm lý sẽ nhẹ nhàng hơn. Đợi khi nào mà giải quyết xong thì sẽ rước cổ về bên này. Với lại cái chuyện tiền thì thôi, cứ giữ đó đi. Tạm thời tôi chưa cần tới đâu. Tía vợ tôi nói á, bây giờ cứ trả lãi hoài cho tụi, cho gia cũng không phải là cách. Cái tiền thiếu nợ nó vẫn còn đó. Có trả hoài thì cái tiền vốn nó cũng không thụt xuống được. Cho nên bây giờ phải từ từ tìm cách giải quyết nè. Dạ thôi, để từ từ tìm cách giải quyết đi ha. Giờ em rảnh nè, để em phụ cho. Được không? Ôi dạ. Đó. À, ai dạ, cái vết mà bữa hổm anh đạp tới giờ, hình như là bữa nay cái cọng gân nó bị hư luôn. Rồi bây giờ nó vậy luôn hả? À, cái chân anh đọc dễ sợ đọc, giờ nó vậy luôn nè. Rồi bị vậy lấy vợ được không? Lấy gì thì thả xuống được. Vậy hả? Thôi tàu lao quá. Thôi đi đi, tôi làm được rồi. Thôi, bây giờ phải đẩy hết cái đống dừa này vô, còn chở hàng bên kia nữa nè. Được không đó? Được mà, khổ quá tôi làm cho. Rồi vậy nha.